Nay mình hoàn thành ha. Rồi, cũng một đêm. Rồi. Chúc cả nhà vui vẻ luôn. Ừ. Tính ra mình hồi 1 giờ bây giờ 4 giờ 10 à 3 tiếng hơn 3 tiếng. Ừ. Hơn 3 tiếng anh em mình mới dỡ xong được khoảng hơn 50 cái hả anh thêm? 52 cái à? 52 cái. Tại vì nói chung là rác nó lâu lắm. Nãy thấy xuống bến đò đó, thấy có hai chiếc cũng giống như anh nè, thấy chạy ngang chạy hướng lên á. Hai chiếc hả? Hai chiếc mà thấy có một chiếc chở này, còn chiếc kia chạy theo ở sau, thấy có để thùng mót. Wow, dừa nước quá chừng. Dừa nước trồng mé này chắc cũng không ai ăn thêm. Nói chung là lá này giờ là có người xài người ta mới ăn. Cũng như người ta xuống người ta thấy á. Còn không xài thì người ta đâu có biết có dừa nước đâu. Ủa rồi bình thường anh thêm đi có mình hả? Có khi mình, có khi có vợ theo, tại vì nó hai mắt rước học sinh thì phải đi mình.
lúc này nước đầy chứ vài bữa nó cạn thì đi mình cũng được. Nước đầy phải có người bơi. Cái này ở đây mình kêu là lú ha anh thêm. Đây mình đây thì kêu nò. À, nò hả? Nò có người nó cửa ngục cũng nó luôn. Còn cái lú là khác nữa ha. Ừ, cái lú là cái lú thứ mình đặt trên ruộng á. Cái này dài dữ chứ. Cái gì 10 thước. Cộng cây, không cộng cây sống tàu không đánh. Dịch ra ngoài trâu luôn. Nhưng rồi mình cũng phải có làm dấu gì không ha, sao là mình nhớ nổi. Nhớ, làm viết nhớ hết hả? Ôi, tính ra hay chứ, năm mấy cái mà anh nhớ hết luôn là hay á. Phải đặt cũng luôn. Lẻ lẻ nhớ hết hả? Cái này hình như là cái khung bằng sắt á anh thêm. Đúng rồi, sắt nó hơi nặng. Này là thép. Còn cái loại sắt là nó rẻ hơn, nó lại nước mặn á, nó sét. Thép thì nó không sét, nó cứng. Nó cũng sét nhưng mà nó thời gian lâu. Như một cái gì là mình xài nếu mà được mấy mùa nó mới mục. Nếu mà đặt xuống chừng 2 mùa nước ha. Còn mình đặt thí dụ mình nghỉ thì được 3 mùa. Nói chung chừng nào gãi niền rồi thì mình bỏ. Cũ quá nó không chạy. Nó hơi xịn. Lúc này nước đầy dài bữa nó cạn à. Dài bữa thì người ta làm nhiều lắm. Cỡ từng nữa không? Con nước sau nữa. Con nước 20 á. Là mấy người dân lưới nãy á. Ừ. Làm ta nghĩ người ta làm nó ai cũng có ăn xuồng hết. Tới đó mình làm vài bữa cái mình nghỉ mình đi à, mình nhường lại cho người khác ha. Mình đi ủi cá. Còn lúc này mình làm bữa tại chưa có ai làm. Giống như là mình kêu là đón đầu con nước ha, mình làm trước tiên. Người ta cũng dân lưới trên ruộng cũng có cá ha, mình làm lại. Ủa vậy mình tính ra mình nếu mình từng lễ 10 ngày nữa mình làm nó ngon hơn anh thêm, tại vì cá trên đồng nó xuống á. Thì đồng ý nó sổ, tới đó nó sổ, đặt trong kinh cũng có nữa. Nó chạch. Chạch rồi tôm đủ thứ nó cập. Ủa vậy tính ra nãy giờ anh đặt là mấy cái, nó chưa hết một cái hả? Hết rồi chứ. À vậy là mình qua cái thứ mấy rồi? À, nãy giờ mới có 5 cái à. 5 cái 50 thước. Là giống như dính với nhau vậy thôi luôn á hả? Năm cái dính với nhau rồi. Mình buộc nè. Ừ. Rồi mình đặt tới khúc nào đó mình tháo ra. À mỗi cái tiếp giáp là cái nụt này. À, mình nối lại. Chứ nó đâu được liền tại xong mà. Này như mình kéo chung một đường vậy là mình tính làm mấy cái anh thêm. Gai à. Nói chung là mình đặt hết mình treo lên xuồng mới biết. Chắc tầm chừng mười mấy cái à. Tại vì tới đây lục bình không. Lúc này chưa vài bữa. Ta đặt nhiều cái ta dọn trống hết. Cái lục bình này tính ra mà nếu mà nó có mua ai mà mua chừng 200-300 đồng chắc nó sạch sẽ luôn, không còn cộng nào á. Nói gì quá trời luôn. Mau nở lên tấp vậy vài bữa chịch.
ở bên đây giống như là một cái chỗ nước xoáy á anh Thêm. Ừ. Nó xoáy chỗ này nè. Nước xoáy. Nó rồng càng cạn là nó càng trẻ lên không à. Ủa anh Thêm, vậy cái này là mình phải văng ở dưới sông thôi chứ đâu có văng trên ruộng được anh Thêm? Được, mà trên ruộng giờ cua quá rồi cái nó kẹp rách cái đuôi này nè. Ừ. Rồi mình đem xong mình đặt cái chạch nó không vô. Mà thấy nó có vô được chắc nó cũng ra hết phải không? Ờ, nó ra, thành ra không dám đặt chứ không phải là không có. Ừ. Cua áo cá vô ráo hết à. Nhưng mà cái là nó kẹp cua dữ lắm. Dù nước đầy á, yêu cầu mà dấu chân mình có đạp lên là nó cũng còn nữa. Ừ. Nó hơi hơi. Và cái đó mới là kinh nghiệm ha. Thì nói chung là mình làm biết thì tự mình biết thôi chứ cái này nấu cũng không được. Đúng rồi, đâu có ai chỉ ừ. Mình. Như giờ anh nhảy xuống anh cũng đâu biết có người đặt rồi đâu. Ừ. Mình làm biết mình mới biết. Lý do mình đặt không có cá mình mới biết. Ừ. Nó ủa sao không có, cái mình chợt nhớ là ờ là rồi cái này cũng là cái sau ha, xong rồi anh em mình về nghỉ, tối nay anh em mình đi thăm 12 cửa ngục này, tôi đã biết cho mọi người cùng xem nha. Cái này tối nay khoảng mấy giờ mình đi thăm anh Thêm? Khoảng 1:30. Rồi thôi chào mọi người. Giờ người ta đi làm, người ta dậy sớm. Ba bạn này không chịu ngủ, không có làm gì cũng không chịu ngủ. Để sang dưới ha. Ừ, này nước lớn dữ vậy. Điền rồng dữ. Mở dây ra em. Rồi rồi. Rồi chiếc này tính ra chạy sướng ha, có ghế dựa ngồi đây nữa hả? Có, tại ngồi lâu mà. Đi lên, trời đất ơi, vô cái lỗ đó. Đi. Còn đi nhiều khi xuống đó nằm luôn, chừng nào về nó mới lên. Ừ. Rồi cái anh mà đi là anh đó thứ mấy của anh Thêm? Thứ bảy. Rồi ảnh đi có chỉ đi không hả? Ảnh đi mình. Đi đặt thì đi có chỉ nữa, còn cuốn mình à. Nói chung này cuốn mình à. Từ từ cuốn. Còn mùa kia thì nó cạn thì đặt mình một. Ủa anh Thêm không có đem theo cái thùng mốt qua đựng cá hả? Không, chạy oxy mà. Có oxy trong mũi á. À. Còn cá trắng đựng thùng bê. Còn mốt cá nhiều đem theo sọt. Thùng bê không đủ. Thùng bê đựng chừng chục mấy cái đầy. Lúc này nó ít.
nên mình bây giờ là đi giải cá nha, coi cá có nhiều hơn rồi quay trực tiếp cho các bạn xem hiện nha. Những cây dầm đó của anh thêm ngắn quá. Mặt nó vô để cho nó không ướt ha. Cái thịt nó ướt lạnh lắm. Tại mình cuốn này lâu á. Lâu hồi nó ướt. Cây này mới xài chứ dầm đâu có tới. Nó có móc luôn. Phải móc, không móc đâu. nó ruột. Thấy cũng bận ha, cá chạch không? Có tôm không anh Lâm? Có tép nhỏ. Cái này thì mình đặt về tính ra nó không có dơ ha. Nó cũng có rác mà nó nhiều, có cái chỗ mà quặn dữ á là nó vô đầy luôn á, sáng múc rồi á. Giống như cũng mấy cái lá cây được ha. Bởi nhờ sát máy á. Cái mùa nước này ở bên chợ Bờ Mía sao ít có thấy bán cá linh của anh thầy? Ở đâu về á? Chứ mình đây ít quá ha. Mình đây chưa đâu, vài bữa nữa. Ngày trên ruộng nó chưa có xuống. Nhưng mà cái này mùa nào, cái thời điểm nào là cá nhiều nhất anh xem? Tối 25 tháng 10 này á, là lúc đó nó mới cập nhiều. Trên ruộng bắt đầu nó giật á, cái trong ruộng ra. Rồi cái nói chung là nó cái nước dơ của ruộng, nước rạ, nó mới sổ. Mà tới đó nước dơ rồi nó chết dữ lắm.
Ồ, cái này ngon ạ. Quá chừng cá chập. Ở trên có cá chập hay gì em xem. Ừ. Cái đó là nước nó dơ lắm. Với trái cây này nè. Ừ. Có đợt nào nó xả ra đặt nó chết trắng luôn. Cá cũng chết luôn. Ồ, này ngon lành nè. Quá, wow, còn cá chập bự kìa. Thịt lóc. Lâu giờ hiếm rồi. Hồi đó quá trời giờ ít. Chỉ là anh thấy giờ ở trên đồng mà mấy người ta chích nhiều quá đó. Ừ. Cá bự cá nhỏ chết ráo rồi mốt nó đâu có để mà mình bắt hoài. Bây giờ cái tệ nạn cái vụ mà thuốc cá này nữa. Chưa đó, vài bữa thuốc chứ đó. Thuốc rồi cá trắng chết, rồi cá trắng hiện cá con chứ đâu. Nó đâu có kịp lớn đâu. Bắt đâu có nhiều chết trôi hết. Nhưng mà mấy con mà nó dính chứ, điện. Nó dính mà, điện mà nó còn sống thì nó cũng đâu có lớn nổi. Thì đúng là nó cũng không nổi nhưng mà nó còn đỡ ha. Kia là nó tiệt chủng luôn. Rồi những con cá đó nó sau này nó cũng đâu có đẻ được nữa, ảnh hưởng. Có con nó gãi sống luôn mà. Xiết. Con nào chạy thoát được thì hên còn nguyên vẹn, còn mấy cũng thương tật. Ngày đó dễ ăn hơn ngày này. Này hên xui. Thôi thà hên xui vậy chứ còn chơi kiểu đó tận diệt. Với lại cũng chuyện phạm pháp nó chứ cũng không ai mà muốn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhiều khi người ta hoàn cảnh người ta phải bắt buộc phải làm vậy. Giống như người ta muốn lẹ ha. Mình bắt cá nhiều lẹ mau có tiền mình cũng không hiểu nổi đó, thì bắt cá ngon hơn mình, mình vô gì bắt nấy. Bắt nó nhiều khi bắt cá bự cá nhỏ bỏ lại nữa chứ. Đúng rồi, mà mấy con cá nhỏ mình chích nó cũng chích queo luôn rồi. Nói chung là cá ngon cá dở không như tiền, mình có vô là quý rồi. Có ai mà cũng được như anh vậy là thôi, nói gì đi đặt này là cá hàng hà luôn á. Dù mình nói được như vậy là mấy người kia người ta đâu có đi chích đâu. Bởi vì là cá nhiều. Nói chứ đâu có mỗi người mỗi khác. Muốn mau ăn, khó cực. Chung ngủ giấc canh nước đi. Còn mình ngủ giấc nhiều khi đi vũ rác không chừng. Cá không có phải vũ rác. Có khi nào mà mấy này dính cá dồ không anh thêm? Hiếm lắm. Tại cá dồ nó bự quá. Ừ. Nhỏ nhỏ thì dính thường. Còn cỡ tầm ký hay ký thì ít. Cũng như nó vô không được. Ừ. Nó vô giống như nó bò cua không được. Nó vô cái đầu tới cái hôm là nó đã dướng rồi. Cỡ tầm ký rưỡi rồi là khó ăn rồi. Còn cỡ nửa ký thì thường. Cái oxy này mình cần chắc cho thơm à. Thơm. Quý con tôm thôi chứ còn cá không quan trọng. Lựa phải có đồ lựa chứ bóc tay đâu dám bóc. Bóc tay mà sợ mấy con cá chốt quá. Đây. Cái con tép sông này sao nhìn nó đỏ đỏ ha, còn như mấy chỗ ta nuôi vuông á. Ừ.
tép nghĩa là xanh lè. Đúng rồi, môi trường nó sạch. Còn này nói chung nước phèn, rồi nước xịn. Nó ở đâu thì cái màu nó y chang vậy. Có con cá ngựa hay gì anh này hả? Ừ. Cái vuông nó cũng nguyên cái linh vậy. Chứ không lựa chúng chết trơn. Nguyên tôm này phải nhờ sống mới có giá chứ còn để chết nó đâu có giá. Đúng rồi. Mình phải lựa. Phải phân loại nó ra được. Tại bàn cá trắng lột hộp này nó đè. Nó mất oxy. Ủa con trạch nó bự. Con cá trạch nó dám chừng 3 con dám 1 ký ha anh xem. Ra. Con trạch nhìn sơ qua tưởng nó con rắn. Này hàng hiếm á. Bự cỡ này là bình thường bán ngoài chợ là nuôi không đó. Đúng rồi, bây giờ nó nuôi dữ lắm. Mình nhiều khi mình không có biết đâu. Nó y chang vậy đó. Cái hàng này giờ đâu phải nó dễ kiếm, không phải nó gì nó ít lắm. Hồi đó nó nhiều, giờ nó làm như là bắt riết là nó xâm đẻ không kịp. Vậy cũng chút được đi. Ha, cũng vui ha. Cái gì bự á. Bên đây còn có hơn kia. Con cá trê hay gì vậy? Lóc. Ôi, được hai con cá lóc luôn hả? Con cá dây. Con cá dây. Bị chết hả? Chết. Vô con ngọt. Ổn vậy. Cái đầu tiên mà thấy gì là vui rồi đó. Đó, đó. Có rồi đó. Nó cũng tùy theo chỗ có cũng không. Hai anh em mình dở nò nãy giờ cũng tầm 2 tiếng rồi các bạn. Giờ là tầm khoảng 3 giờ sáng rồi đó. Vậy đâu cũng được. Cái nào mà đầu tiên là thấy ngon á. Giống khúc... như nó lùa vô khúc đầu à. Khúc giữa sao nó gì kỳ quá. Giữa hơi yếu. Cái gì giả dữ anh thêm? Không tưởng. À không tưởng. Ôi con này dữ vậy. Ôi, hàng hiếm. Quá sức. Nhìn đá ghê. Hàng này hàng đặc sản à. Phụ có con 1 ký mấy. Nó có 1 khúc à, nhìn đã. Con này giờ hiếm ha, giờ dễ gì con. Con này chắc tầm cũng 400 gram. Có nó ít. Thiệt bự dữ vậy. Quá sức cầm lên cái anh thêm. Wow, quay ngang anh thêm quay nghe. Trời. Chết rồi. Nó vô đây mà dễ gì mà sống nổi. Thôi lắm nó sống. Anh mới nói tinh càng đó nhưng mà nó không có bự. Cái tay bên đây còn dính cả đó. Cái này là dữ rồi. Cũng càng, đi càng nhỏ thôi. Đúng rồi. Chờ đi. Không nuôi ngày nào mà đòi bự nhỏ hả? Có là mừng nè. Bởi vậy không nuôi mà đòi ốm mập. Có gì? Này à. Không tưởng. Không tưởng nữa hả? Ôi, bữa nay trúng bánh rồi. Được hai em đúng tượng bự cho má luôn. Cầm lên anh con thêm, là bự hơn kia. Ôi ôi đã chưa, quay lại nguyên con thêm. Trời ơi quá sức. Đã rồi. Bỏ vô đi rồi, vô đây trước cái đi, lụm trước cái đi chắc ăn. Sao này hên người ta, mé này hên ha. Hai con ơi, hồi nãy con kia cũng mình ở bên đây mà phải không? Rồi đây còn một anh muốn tưởng. Đó, quá sức. Đã. Vậy là hết bài.
đâu mập lù ha, nhưng mà loại cá bốn tượng này con nào nấy lù à. Đấy, mê lắm. Thịt không, nó là nó thịt rắc, thịt nó bung, nấu thịt bung có sớ. Ý. Sau một đêm hai anh em mình cũng vất vả, giờ lên coi thành quả. Quá trời tôm. Anh em mình hoàn thành ha. Rồi, cũng một đêm. Rồi. Chúc cả nhà vui vẻ luôn. Ừ. Tính ra mình hồi 1 giờ bây giờ 4 giờ 10 à 3 tiếng, hơn 3 tiếng. Ừ. Hơn 3 tiếng anh em mình mới dỡ xong được khoảng hơn 50 cái hả anh Thêm? 52 cái à? 52 cái. Tại vì nói chung là rác nó lâu lắm. Ừ.